bèo coi gì được không? Rửa từ thôi, rửa từ. Rồi bước vô đi con. 11 từ người 1 từ người 1 để nó vô. Hôm nay đến đây để dẫn cho bé nó chơi mấy ngày lễ, có rửa tay sát khuẩn đảm bảo cho mình và an toàn cho bé. Hôm nay tôi đến cả Thảo Cầm Viên để vui chơi mà thấy phòng dịch chống dịch thấy cũng tốt và an toàn. Giờ thấy thì phòng chống dịch thì có rửa tay sát khuẩn thì cũng nói chung là cũng nghiêm ngặt của 5K. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.